Hello các bạn. Đây ha, mới độ chế. Khung này tận dụng lại nha, bánh xe tận dụng lại. Ở đây mình sẽ gắn cái cu roa nha, mình kéo. Còn đây mình làm mấy cái kẹp á, mình kẹp lại, kẹp giữ lại. Con này áp cao nha, con này áp cao. Thì cái này á, thì là mình sẽ điều chỉnh qua cái driver của hãng nha. Cái này chúng mình giữ lại một bộ mình xài. Tại vì cái này mình chạy job á, nhấn chạy job thì test đồ nó thoải mái nha. Và cái này sạc vô cho nên là rất là bền. Sạc vô qua giảm tốc. Đó, và mình có thể điều chỉnh tùy ý cái tốc độ. Ví dụ như mình set là bao nhiêu vòng vòng phút á, thì là nó hợp lý luôn. Ví dụ như set là đầu ra là 750 vòng thì nó chạy đúng 750 vòng nha. Thì nó cứ dễ. Các bạn đón xem nha. Thì không chỉ con này áp cao nha, con này chỉ còn con thôi. 2,39 kW. Áp 640V. Con này mình bán một con cho anh khách ở Hồ Chí Minh rồi. Nhưng mà còn hai con mình sẽ bán một con nữa nha.